Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài B10. Quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay khối tinh thần Ngô Đình Diệm có tổ chức hai sự kiện rất là quan trọng, đó là ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa và ngày giỗ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Quý vị, thì hôm nay Trường Giang nhận thấy có rất đông các hội đoàn, chính những hội đoàn tại tiểu bang Massachusetts và có từ các tiểu bang trong vùng Đông Bắc Hoa Kỳ như tiểu bang Connecticut, New Hampshire ở xa. Tuy nhiên hôm nay họ đều có mặt để tham dự trong cái buổi lễ hôm nay. Ông là một người trưởng ban tổ chức đại diện cho khối tinh thần Ngô Đình Diệm. Trước tiên là ông có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình khi thấy rất đông đồng hương, đồng đội cũng là tất cả những người chiến sĩ, những người mà từng đã sánh vai với ông trong cuộc chiến ở miền Nam của chúng ta. Thì ông có chia sẻ cái cảm nghĩ của mình trước tiên. Cảm ơn Trường Giang và chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài SBTN trên toàn thế giới. Chúng tôi hôm nay vô cùng xúc động bởi vì cái sự hiện diện của đồng hương của chúng ta rất là đông, đầy kín cái hội trường ngày hôm nay. Và tôi thấy rằng cái người Việt Nam của chúng ta, những người Việt Nam tị nạn cộng sản, những người yêu mến chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều hiện diện ở đây, đại đa số hiện diện ở đây là để mừng cái ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta có một cái ngày Quốc khánh, đó là ngày 26 tháng 10 năm 1956. Đó là cái niềm tự hào của chúng ta, là một cái niềm tự hào. Và chúng ta không phải giống như Cộng sản. Cộng sản là cướp chính quyền. Cái ngày 2 tháng 9 này, cái ngày cướp chính quyền đi giữa cái thành phố thủ đô Hà Nội, không thấy gì cả mà chỉ có thấy máu và nước mắt trên cái ngày Quốc khánh mà Cộng sản gọi là 2 tháng 9. Đó là cái niềm tự hào của chúng ta, những người Việt yêu mến đất nước này. Và cũng đau buồn là hôm nay chúng ta cũng tổ chức cái lễ giỗ lần thứ 60 của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và bao lễ của người là ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Trong lịch sử của chúng ta có cái may mắn và có cái không may mắn. Có cái may mắn là chúng ta có một người có tâm như cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cái không may mắn là nền Việt Nam Cộng Hòa, nền dân chủ nó còn non nớt và ông không thể nào phát triển được hết tất cả những gì ông muốn. Nói về ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thì ông nghĩ gì và những cái đặc thù, những cái việc gì mà ông cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta? Nếu mà nói về những cái mà việc làm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thì rất là nhiều vô cùng. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn mọi người hiện tại, không phải là cỡ tuổi chúng tôi đâu, mà giới thanh niên bây giờ họ đều hiểu ra được những cái giá trị mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngô Đình Diệm thực hiện nó là như thế nào rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng như là Trường Giang vừa nói đó, trong cái rủi nó có cái may, trong cái may nó cũng có cái rủi. Tái ông mất ngựa mà. Có thể khi chúng ta đánh mất những cái gì mà chúng ta có ở trong tay, bởi vì khi chúng ta có ở trong tay chúng ta coi thường nó, nhưng khi chúng ta mất rồi thì bây giờ chúng ta lãnh nhận một cái chế độ độc tài cộng sản thì chúng ta mới thấy rằng cái mà chúng ta coi thường, chúng ta làm mất, nó giá trị vô cùng, nó quý vô cùng. Và trong tương lai chúng ta sẽ, và con cháu của chúng ta nữa, sẽ quý mến nó và sẽ trân trọng những giá trị tự do dân bản của chúng ta trong tương lai. Thì nói về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chú Sáu có thể chia sẻ một chút về sự hiểu biết của mình cũng như là lúc đó mình là bao lớn rồi và như thế nào. Và khi mà nghe cái sự qua đời của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thì chú Sáu có cảm giác như thế nào? Mới đó mà 67 năm từ ngày những người Việt quốc gia và chí sĩ Ngô Đình Diệm thành lập nền đế nhất Cộng Hòa. Thì hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được đại diện cho gia đình Bù Đỏ New England đến đây để tham dự lễ quốc khánh cũng như là để kỷ niệm ngày mất của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo đệ là cố vấn Ngô Đình Nhu. Thì cái cảm nghĩ đầu tiên của tôi là rất là ngậm ngùi khi nhớ lại cái sự mà bị sát hại của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhà chí sĩ Việt Nam tài đức, đã lèo lái con thuyền của miền Nam Việt Nam sau khi người Pháp ra đi với nền đệ nhất Cộng hòa son trẻ. Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như các chiến sĩ quốc gia
các nhà chính trị gia của quốc gia đã có công phát triển cái miền Nam Việt Nam về mọi mặt, về nền dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, về quân sự thống nhất được nền quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời đó, về kinh tế được phát triển, cũng như về xã hội. Nói về xã hội, chính tôi cũng là một trong những người đã mang ơn cái chính sách xã hội của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Ông đã có những chương trình giúp đỡ những học sinh nghèo có cơ hội để đến trường. Thì chính tôi cũng là một trong những người đã được nhận được cái ân sủng đó. Cái chương trình đó như thế nào, ông có thể chia sẻ thêm và nó có ảnh hưởng gì tới ông lúc đó? Cái chương trình đó thì thời đó thì ở dưới chính thời Việt Nam Cộng Hòa thì Bộ Xã hội có những nhà xã hội địa phương, và những nhà xã hội đó đã thành lập ra những cái cô nhi viện cho những con em của những người đã mất cha mất mẹ, hoặc là có cha hy sinh bị Việt Minh ám sát, giống như ba tôi chẳng hạn. Thì tôi được thông nhận vào đó và được nuôi ăn học để đến thành tài. Và cái trung tâm mà ở Huế thì gọi là viện của anh đó thì đã đào tạo được hàng ngàn những học sinh và sinh viên, và cứ những người đã sau này đã trở thành những công dân tốt, đã phục vụ cho nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa ở trong quân đội cũng như trong chính phủ của Việt Nam Cộng Hòa thời đó. Kính thưa quý vị, bên cạnh của chúng tôi là ông Phó Chủ tịch Cộng đồng tại tiểu bang Massachusetts, ông Nguyễn Hùng Khang. Nói tới tuổi tác của ông Nguyễn Hùng Khang thì ông xanh xao những sự kiện xảy ra trong ngày hôm nay, đó là những cái sự kiện mà quốc khánh ngày giỗ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng mà trong quá trình nghiên cứu hình như là ông có một cái sự nhận thức, nhận biết và hiểu biết rất là sâu về cái vị cố Tổng thống này. Thì ông có thể chia sẻ là lý do tại sao ông lại nghiên cứu sâu về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, và có những cái câu nói nào nó đặc biệt mà ông muốn chia sẻ với vị trong ngày hôm nay? Wow, thật sự ra là tôi là thích về lịch sử. Từ thời nhỏ đã thích lịch sử, và đặc biệt là lịch sử của Việt Nam. Cho nên là tôi đọc rất là nhiều về tất cả những người chính trị gia miền Nam Việt Nam. Thì tôi thấy cụ Ngô Đình Diệm đó là một cái người rất là tài năng, hay nói là một thiên tài mà cả trăm năm không tìm thấy. Thì những cái nghiên cứu của tôi là mình đọc, mình suy ngẫm lại và hỏi những cái người dẫn nhân chứng sống đó. Thì tôi cảm thấy là ông là một người tài đức vẹn toàn, mà đặc biệt là không ham danh lợi. Nếu mà mình nghiên cứu kỹ là ông đã từ quan và ông đã từ chối tham gia những cái chính quyền mà ông nghĩ là không có đem lợi cho dân tộc Việt Nam, cho tới khi mà cái hiệp định Geneva mà ký kết thì ông mới tham gia chính quyền. Và quý vị đã thấy là mặc dù cái chuyện nó xảy ra năm 1963 là chuyện đáng tiếc, nhưng mà tôi nhìn lại đó thì có những cái quá nhiều cái tốt đẹp về cụ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong lịch sử cận đại của Việt Nam thì hai nhân vật mà nói đến nhiều nhất đó là nhân vật Hồ Chí Minh và nhân vật Ngô Đình Diệm. Hai người này, nếu mà so sánh, ông dùng một cái chữ gì để so sánh hai người này? Mình nghĩ bây giờ mình chỉ cho Trường Giang một cái thí dụ thôi. Anh ruột của ông Ngô Đình Diệm đó là ông Ngô Đình Khôi, và cháu ruột của ông Ngô Đình Diệm là ông Ngô Đình Huân đã bị ông Hồ Chí Minh sát hại. Nhưng mà ông Ngô Đình Diệm là ba của ông Hồ Chí Minh đã chết ở Cao Lãnh. Và trong cái thời gian mà ông Ngô Đình Diệm làm tổng thống, ông đã bỏ một số tiền để mà giữ cái mồ mả của ba của ông Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Xuân Sắc không có bị hoang phế. Thì mình nói lên là gì, là không vì một cái thù riêng mà đi hại cái người đã nằm xuống. Thì là một người đạo đức vẹn toàn, là Trường Giang có nghĩa là một người nuôi trí, có nghĩa là mình quyết chí mình làm một cái gì đó thì mình sẽ làm một nhân tài. Bất cứ một cái đề án gì mình quyết chí mình phải làm nên, thì tất nhiên là mình là một nhân tài. Không, những cái người tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa là quyết chí trở thành một ông tướng thì ông đã là một nhân tài rồi. Nhưng mà khi mà mình gọi là vì cái tài của mình đó, mình trở thành, mình nuôi cái miệng đó là vì tiền bạc đó, thì mình không còn là nhân tài, mình trở thành là một nô tài. Còn một người mà nuôi tâm để cho một cái đất nước thật tốt đẹp, trong 9 năm của ông Ngô Đình Diệm, ông quyết tâm
là làm để nước Cộng Hòa tốt đẹp, là thật sự nó rất là tốt đẹp. Thì ổng là một thiên tài. Vì cái thiên tài đó đó, tới bây giờ đó, người ta vẫn ngưỡng mộ và kính trọng ông ta, hàng năm mới làm lễ để tưởng nhớ ông ta. Cảm ơn ông Nguyễn Phùng Khang rất là nhiều quý vị. Đó là cái tâm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và như thế thì chúng ta lại muốn dở lại những trang lịch sử để đọc. Tuy nhiên thì lịch sử Việt Nam hiện nay thì chỉ có nửa phần lịch sử thôi. Họ không nói về gì lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên nếu chúng ta, những người ở trong nước, muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm thì nên tìm qua những trang sử của nước ngoài để đọc, để hiểu biết. Và hôm nay Trường Giang đang có mặt ở đây đối với một người bạn trẻ cũng rất muốn có một lời biết ơn, cảm ơn cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đã để lại một tài sản quý báu, đó là cái tâm để dựng nước, xây nước, cái tâm cho nhân dân của chúng ta, cho đồng bào của chúng ta và cho dân tộc của chúng ta. Một lần nữa Trường Giang tường thuật cho Đài P10 từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn Nguyễn Khang rất nhiều. Cảm ơn quý vị.